Hai anh em, mình sẽ tiến hành là cấp nguồn mà lên lên nguồn thử cho con Hoston này ha. Ok, thầy có công tắc nguồn. Đây, ok, giao diện đã lên tới ha. Thì bây giờ anh em sẽ thấy nó có bốn cái nút dưới đây, thì để mà mình chuyển băng tiếng á. Thì đây là của up down, nhấn đồng thời hai nút ha. Đó, thì nó sẽ chuyển giữa F00 nè, muốn lên đây, chuyển bên này. Thì mỗi một băng của nó sẽ có được 3 tiếng. Thì mình ví dụ F02 gạch 3 là đang chọn vị trí này, mình muốn nó là 01 thì mình nhấn ở đây, 02 thì nhấn ở đây, 03 là ở đây ha. Và nút control này là để mình gá những cái effect, thì mình sẽ vào mình chọn là ở những chức năng sau mình sẽ nói sao. Ở đây volume pedal ha. Ba cái nút này thì mình có thể set up nó là cái gì thì nó sẽ là cái đó. Và lúc này thí dụ nó đang set up đây là của amp gain, một cái của reverb mix và một cái của bass volume. Đó, thì mình ở đây mình sẽ nói sơ về một số cái cho anh em dễ hình dung. Nó là đây là nút volume master, volume tổng ha. Muốn làm thì dặn đây lên. Còn đây là cái menu, với menu này để mình có thể di chuyển đây. Đây. Khi mình di chuyển anh em sẽ thấy nè, nó hiển thị ví dụ mình cần ở control và speed run như đây, bên này room. À, đó mình di chuyển đây. Ví dụ mình xuống tới đây và mình muốn thì mình nhấn nó xuống. Đó, thì mình sẽ di chuyển nhanh bằng cái này. À, mình sẽ chuyển bằng nhanh nè. Còn nếu không thì mình cứ ghé nó lại ha. Rồi tương tự cái đó là một. Thì bây giờ mình sẽ nói về trước tiên là về cái control. Ở đây cái nút control này mình muốn ghé nó là cái gì, thì này là màn hình cảm ứng anh em, chỉ cần nhấn vào ha. Đây mình nhấn vào control này, thì trong cái control với lại expression này thì mình sẽ có cái volume này, nó đang là của số 1. Thí dụ mình muốn là chọn cái nào thì mình nhấn vào cảm ứng thôi. Mình chọn nó là cái gì? Giả sử mình chọn nó là chỉ là volume ray. Thì bây giờ mình muốn min max của nó là bao nhiêu? Min nó là 0, max là 100. Mình không muốn min nó, ví dụ min nó chỉ là mình muốn nó không up nhưng mà nó chỉ còn 10 thì mình chọn nó là 10 ha. Sau max nó cũng là vậy thôi. Rồi ok. Nếu mà sau khi mình chọn xong rồi mình chỉ cần nhấn sell. Nhấn sell thì nó là, sẽ là sell, là cái này nó sẽ là chọn chức năng nó là volume thôi, chỉ vậy thôi. Đó. Còn thí dụ anh em muốn chọn cái nút control setting này thì mình sẽ xuống cái control setting ha. Đây thì mình sẽ có cái volume start này. Đó. Thì nó sẽ đây, nó sẽ cái nào no có nghĩa là chưa, thì mình có quyền mình chọn là fx1, fx2, chọn là am. Còn nếu mình bấm qua nữa thì mình sẽ có là cái cục noise gate này, cabinet này, EQ này. Rồi, hoặc là tiếp theo nữa là fx3 này, mình có delay và reverb. Thí dụ mình đã chọn nó là delay, mình muốn là reverb nó on thì mình chọn lên là yes. Ok, thì có nghĩa là lúc mình nhấn cái nút control này thì nó sẽ lên đồng thời là delay và reverb vào. Mình chọn nhấn sell. Ok, nó sẽ sell cho mình. Đó. Và lúc mình sell này vào thì nó sẽ hỏi là cái tên nè, ngay chỗ thằng B02-3 này mình đang để mặc định của nhà sản xuất thôi. Thì nếu mà ngay chỗ đây mình muốn sửa tên hay bất kỳ gì đó thì mình xong qua đây. Đó. Đây là con chỗ nè, console nè ha. Mình thấy mình nhấn qua lại. À, còn đây cái chart tiếp là cái dạng như mình muốn là cái gì. Đó, mình muốn cái nút nhỏ này thì mình nhấn đây đó. Cái chữ in thường, chữ in qua, cấp lock á, small letter. Đó, thì mình chỉ cần chọn, nói chung là khá là đơn giản. Đó, sau khi ấy rồi thì mình nhấn sell cái nữa là ok. Đó, còn thí dụ mình đang ở chọn nó là B02-3, mình không muốn cái khác, mình bấm lên. Đó, anh em muốn nó là sell ở vị trí nào thì anh em chỉ cần nhấn đó. À, không thì mình nhấn back ra. Ha, ok, back về. Nói chung setup này khá là đơn giản, rất là đơn giản, không có gì hết. Thì ví dụ mình muốn mà ba cái nút này nó đang chọn là như thế này, mình muốn ở những cái nút khác thì mình nhấn vào đây. Mình sẽ có là quick access curve nè, đây là chọn những cái nút nhanh. Đây curve 1 nè, nút 1 nè, curve 2, nút 2, nút 3. Bạn muốn nó là cái gì thì bạn sẽ chọn nó là cái đó ha. Ok, mình back về. Còn thí dụ mình vào đây là room, room thì mình nhấn play thôi thì nó sẽ lên room cho mình đó ha. Volume thì dặn lên đó, xong mình nhấn tắt đó. Mình muốn chọn như tempo khác, mình chọn cái thể loại khác thì mình sẽ có ba thông qua ba nút này, rất đơn giản ha. Back về, cảm ứng, màn hình cảm ứng rất là ok. Còn nếu mà anh em ngoài ra mình có cái gabo này,
bên đây thì mình sẽ chọn được cái gì, set up những cái bên ngoài, những cái IO, cái USB audio nè, cái foot switch nè, và một cái experience 2 nữa là cái ổ ghim ở phía sau này, giống như để mình chọn nó là của cái một cái bi đan ngoài riêng hay bất kỳ gì đó bên ngoài đó, thì mình vào đó ha. Ok rồi, rồi chỉ vậy. Rồi mình thí dụ còn ngay chỗ thằng B02 gạch 3 này, nếu mình muốn edit lại cái tạc này thì anh em chỉ cần nhấn vào edit ha. Thì edit đây thì anh em sẽ thấy ngay cái vị trí nào nó on thì nó đang là có sử dụng ha. Ví dụ mình nói ngay mình nhấn lại thằng FX1 này thì nó đang ghi chữ off nè. À, anh em sẽ thấy chữ off thì có nghĩa là không có ha. Mình nhấn qua ngay chỗ em thì nó đang là on, có nghĩa là có. Ok. À, ngay qua vị trí em này thì bây giờ mình muốn là cho coi cái em nó là cái gì thì mình nhấn edit vào thôi. Đây thì nó sẽ có một đống em đây cho mình nè. Đó. Thí dụ giả sử mình đang chọn cái em đó là Solid 1000 clean thì sao nó làm sao? Nó sẽ ra như vậy. Không thích thì mình chọn với em khác, ví dụ mình chọn cái em Bassman Ray này ha. Ok, thì chỉ cần màn hình cảm ứng thì anh em sử dụng nó rất là dễ ha, rất nhẹ nhàng. Đó. Muốn 14 thì mình về quay vậy. Rồi back play chỉ vậy thôi. Ngoài ra thí dụ mình muốn là của những cái khác thì mình vào mình chọn ha. Ở vị trí này đang là on, mình muốn edit thì vào đây edit, nó có những cái loại nè, đang là thí dụ mình muốn mà nó bị nhiễu quá thì mình sẽ dặn cái này lên nhiều một tí xíu ha, vậy thôi. Bắt về ngoài ra có cabinet nè, cái delay reverb bất kỳ gì đó thì mình muốn cái nào mình vào đây mình chỉnh sửa, nói chung rất là dễ thao tác ha. Đó, mình nói giả sử bây giờ đó. Mình sẽ nhấn thêm cái nút control này thì ngay ở vị trí nãy mình chọn là delay với reverb thì nó sẽ lên nè. Tiếng khác thì nếu mà trạng thái bình thường rồi mình nhấn vô thêm ha. Chung là con này mình thấy nó rất là dễ sử dụng. Ngoài ra nó có sẽ có một cái nút nguồn để mà block cái màn hình cảm ứng này. Lúc anh em nhấn vào thì nó hiện lên cái vị trí block này, có nghĩa là lúc này mình không sẽ không điều khiển được. Để tránh trường hợp lúc mà mình đang chơi có cái vật gì nó rơi vào hay gì sẽ nhảy lung tung hai chỗ khác thì thường là sẽ nhấn cái nút này. Còn nếu mà bạn thấy bình thường thì mình nhả ra thì mình sẽ điều khiển cảm ứng bình thường ha. Ok. Còn đây là mình sẽ có cái lớp bơ, những cái chức năng này thì rất đơn giản rồi, hoặc là horn for tuner thì anh em chỉ cần nhấn giữ ha. Rồi, chuyển qua thinner cho mình lên dây vậy thôi, không có gì khó khăn cả. Đó. Rồi, lên xong rồi một là mình nhấn bắt ra, không mình nhấn màn cảm ứng, mình nhấn bắt giờ nó về cho em thôi. Ok rồi, những con này thì mình thấy sử dụng sao cũng rất là hay, sử dụng thì rất là dễ dàng, không có khó khăn gì cả, và là mọi cái mình chỉ cần, nói chung là tiếng Anh này những cái căn bản á, thì anh em chỉ cần học sơ cái là sẽ biết để mà sử dụng nó thành thạo hơn ha. Ok, có khó khăn bất kỳ gì đó thì anh em có thể liên hệ với mình,
toàn bên Avigo Vitashop ha, sẽ hỗ trợ hết mình cho anh em. Ok, cảm ơn anh em, hẹn anh em ở những clip sau.